Hãng hàng không Vietjet Air công bố 300.000 vé giá không đồng vào 3 ngày bắt đầu từ hôm nay 24 tháng 8. 300.000 vé giá không đồng này bắt đầu bán qua website và Facebook của hãng hàng không này trong 3 ngày 24, 25 và 26 tháng 8 năm 2016, áp dụng cho tất cả các đường bay nội địa đến và đi giữa Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Lạt, v.v. Thời gian bay của các vé không đồng này là từ 1 tháng 9 đến 31 tháng 12 năm 2016, trừ các ngày lễ và Tết. Các vé khuyến mãi này chỉ bán vào khung giờ 12 giờ đến 14 giờ trong 3 ngày này.